Hello tất cả anh em nha. Hôm nay em có một cái cuộc giao dịch hấp dẫn anh em ạ. Thì bây giờ em sẽ mua một con Phi Vân. Con Phi Vân này hình như là đua top cá nhân này là bang hội ra ấy. Thì em đã nhờ AD ra trung gian rồi. Qua đi anh. Đây em đang chờ qua Lộc Thành Bắc đây con Phi Vân anh em ạ. Đây. Ngựa cho AD này anh. Anh Hải cầm ngựa bảo anh Hải cầm ngựa xong bảo em banh nhé. Đã cầm ngựa ok anh. Đây bây giờ em banh này. Em mua con ngựa này với giá 2 triệu anh em ạ. Người ta không lấy kim thì em với thực ra em cũng không còn kim. Em mua giá 2 triệu Việt Nam đồng. Con chiếu con à con Phi Vân này em mua 2 triệu. Xong em sẽ chuyển con chiếu dạ này cho Nga Mi dùng để nó có cái tốc độ chạy nó nhanh. Đây bây giờ anh em chờ em một chút, em sẽ chuyển tiền cho người ta. Một ba sáu một không 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 một 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 sáu chín một BIDV. AD cầm ngựa. Rồi, đã chuyển anh em ạ. Đây. Đã chuyển khoản anh em nhé. Ai cho anh em xem. Đâu nhỉ? Ok, đã nhận này. Cho anh em xem. Ôi, em chưa bật cam cơ. Chết cha, chưa bật cam đây. Cho anh em xem. Chuyển khoản đây mua con ngựa 2 triệu Việt Nam đồng anh em thấy không? Chuyển khoản 2 triệu Việt Nam đồng. Nó kiểu đang hơi bị lag nhỉ. Nó kiểu đang hơi bị lag. Anh em thấy hơi lag đúng không? Em thấy hơi lag không? Ok rồi anh. Hơi lag anh em thông cảm nhé, tại vì em đang treo bắp gì, đang bắn bắp gì mà dây ngựa anh ơi. Ok rồi, ơi ngựa anh Hải đâu rồi, anh Hải đâu? Anh Hải, ơ kìa. Em hú sao nữa. Anh Hải ơi. Anh Hải. Ở đây 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 Ơ giao kìa. Làm gì đây? Đây. Có ngay chú Phi Vân này anh em ạ. Con này thì không bảo hộ. Con này thì đua top cá nhân. Đeo luôn cho nó uy tín nha anh em. Xác nhận. Đấy, nó thực ra nó chỉ là đeo đẹp hơn nên nó chả có tác dụng gì cả anh em ạ. Đeo cho nó đẹp hơn thôi. Quan trọng là uy tín thôi anh em. Đeo cho nó uy tín, sợ đấy kiểu không đeo. Này thì con Nga Mi của em thì bây giờ con chiếu nó sẽ dùng con chiếu dạ. Đấy, uy tín không anh em? Đấy là ok ngay. Ok la luôn. Ok anh em nha. Đây là cái clip mà em gọi là đi mua Phi Vân anh em ạ. Tối nay có Phi Vân chạy nhông nhông rồi. Cảm ơn tất cả anh em nha. Để em up clip luôn anh em xem.